Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng xe 3 bánh máy xăng tải trọng 300 đến 400 kg. Bộ này thì do nhu cầu của khách hàng là chỉ sử dụng từ 3 đến 400 kg thôi, trở lại thôi, cho nên là trang bị không bao gồm số mạnh. Thì xe máy thì sẽ tận dụng từ số 1 đến số 4 thì để tải trọng nó. Còn toàn bộ cầu trục nhíp bánh thì có thể chịu tải được đến 5 đến 700 kg đều được. Tuy nhiên do không có cái số mạnh cho nên cái bộ này thì chỉ từ 400 đến 300 kg trở xuống thôi. Đấy, đồ thì có thể chịu tải được đến 5 600 kg. Tuy nhiên thì số mạnh là không có cho nên là sẽ không để đạt được đến cơ tải trọng đó. Thì ở trong này thì sẽ bao gồm một đôi bánh 400-12 tải trọng là 355 kg trên một bánh, một cây cầu dài từ 70 cho đến 1m2 đồng giá, một cặp nhíp 5 ná dài 50 cm, nhíp hàng nhập khẩu các bạn nhé. Nhíp này thì rất là cứng và đàn hồi rất là tốt. Đấy, như các bạn đã nhìn đấy, nhíp này thì có bản rộng là 5 cm này. Thép, chất thép là rất là tốt. Hàng nhập thì chất thép bao giờ cũng rất là cứng và đàn hồi tốt hơn là hàng Việt Nam. Phụ kiện nhíp bên em thì bao gồm cũng rất là đầy đủ so với tất cả các cái nơi trên thị trường hiện nay, thì bên em là phụ kiện là sẽ đưa đủ nhất cho khách hàng. Quang nhíp này, mặt bích dày này, cao su đủ 12 chiếc này. Đấy. Gối đỡ nhíp, hai cái gối cố định, hai cái gối di động này. Đấy, quang nhíp là đu nhíp này, đây gọi là đu nhíp này. Nhíp thì đây, nhíp dài đẹp này. Số lùi thì hàng dành này là dành cho cốt 17. Ngoài ra thì các dòng xe máy khác thì sẽ có cốt 19 nữa, giá thì như nhau. Các đăng thì sẽ đưa cho các bạn hai bộ, hai đuôi chuột và hai khớp chuột để cho các bạn hàn ống. Đấy. Bộ phụ kiện tay phanh thì sẽ bao gồm là 10 chiếc, trong đó là 4 chiếc ghép đôi thành 8 cái, là ghép đôi thành 4 chiếc. Còn là 2 chiếc thì làm bản lề khớp xoay, cái đấy khách hàng có thể dùng ống lồng cũng được. Tuy nhiên bên em cứ đưa dư thừa cho các bạn về nhà làm dư thì dư. Cầu thì có đường kính tăng bua là 180. Đường kính lòng trong này, còn đo đường kính ngoài này nó khoảng gần 200. Đấy, cầu thì rất là sắc nét, đẹp, hàng chuẩn. Đây là bộ này là đang hiện tại nó đang dài 90 đây. Gối cầu rời nhé, các bạn về nhà hàn. Hàn gần sát đây, gần sát bánh gần tốt. Nó sẽ cứng cái cầu hơn. Đấy. Đây là chọn bộ, một cái bộ nhà như trong video đây. Bên em thì hàng có rất là nhiều. Nhíp hàng nhập đây. Nhíp này là nhíp dài 70. Đấy. Cầu trục các loại. Mái che cabin này. Các loại bánh xe thể thao, bánh ATV này, số lùi, số phụ này. Đây thì chọn bộ như này nhé. Thì em làm video thì mỗi một khách có nhu cầu khác nhau thì sẽ có video là khác nhau và báo giá cho một cái video đó. Thì có thể sẽ để báo giá dưới phần mô tả, giá cả sẽ thay đổi theo thời điểm, cho nên là không để giá trên lúc đang bình luận như trên, đang nói như thế này sau này thay đổi rất là khó.
Vì vậy sẽ để giá theo trên video này thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Em sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cái cặp bánh gai đồng giá 500-12 nữa.